tại phía tây của núi Cấm để giới thiệu cho quý cô chú anh chị em miếng vườn 3,5 công. Nhìn về núi Cấm rất đẹp, vườn hiện đang trồng xoài và đậu xanh ở phía dưới. Ngoài ra thì còn có một số cây thốt nốt ở xung quanh, thích hợp nghỉ dưỡng và làm vườn. Từ tỉnh biên đi qua thì hút chợ Ba Xoài một chút xíu. Mình lên đường đất khoảng vài trăm mét, xe tới đất. Nếu ưng miếng vườn này thì cô chú anh chị em có thể liên hệ qua số điện thoại 0974720843. Thành sẽ báo giá trực tiếp luôn ha. Xin cảm ơn.